Chúng ta sẽ làm việc với nhau khoảng nhanh thôi, 15-20 phút thôi. Những nội dung này một cái module nhỏ trong cái khóa học chuyên sâu của tôi, một khóa học rất đắt tiền, nhiều anh chị phải bỏ rất là nhiều tiền thì tham gia được vào cái khóa học đấy của tôi. Và hôm nay thì tôi chia sẻ miễn phí cho tất cả mọi người, những ai quan tâm đến đầu tư, những ai quan tâm đến kinh doanh, những ai quan tâm đến đến kiếm tiền trên thị trường tài chính nói chung, đều nên biết đến công thức này, bởi vì là những cái công thức này tôi đã rút qua rất là nhiều mồ hôi nước mắt, qua rất là nhiều máu thịt của tôi đã phải đổ máu trên cái thị trường này rồi. Và đây là một cái công thức rất là tuyệt vời. Vâng, quản trị rủi ro trong đầu tư, quản trị rủi ro nói chung trong mọi thứ trong cuộc sống, không chỉ trong đầu tư, ở bất kể một lĩnh vực nào trong cuộc sống thì đều có thể xảy ra rủi ro bất kể lúc nào, bất kỳ lúc nào. Mà nếu chúng ta không biết cách lường nó, không biết cách quản trị nó, thì nó có thể ập đến với bất kỳ ai, với bất kỳ lúc nào, và lúc đấy chúng ta sẽ rất là bị động, chúng ta không biết phải xử lý nó như thế nào cả. Chính vì thế cho nên là qua 90 năm tôi làm việc ở trên thị trường đầu tư tài chính, và tôi sẽ nhìn thấy vấn đề này và tôi áp dụng nó trong các cái thương vụ đầu tư của tôi, và nó đã đem lại những hiệu quả nhất định. Và hôm nay tôi lại muốn chia sẻ lại cái điều này cho tất cả anh em đang theo dõi. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ làm việc nói cái câu chuyện là nguyên tắc. Làm việc gì chúng ta phải có những nguyên tắc. Ở đây thì có cái trải nghiệm của bản thân tôi, có đưa ra bốn nguyên tắc mà chúng ta buộc phải tuân theo nó. Thứ nhất đó là quản trị rủi ro, chúng ta phải nhất quán. Nhất quán nghĩa là gì? Trong suốt một chu kỳ đầu tư, có thể chu kỳ là một tuần, có thể chu kỳ là một tháng, có thể chu kỳ là một năm, có thể chu kỳ là hai năm hoặc dài hơn nữa, thì trong cả cái chu kỳ đấy các bạn phải quản trị nó nhất quán theo một phương pháp. Chứ không thể nào mà hôm nay các bạn quản trị rủi ro theo phương pháp này, ngày mai các bạn lại quản trị rủi ro theo phương pháp khác, và cứ như vậy thì bạn không thể nào hình thành nên một hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh được. Và chúng ta phải tuân thủ theo nguyên tắc nhất quán. Và cái nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta phải có công thức cụ thể, phải có công thức. Chúng ta phải quản trị nó bằng công thức. Bởi vì sao? Bởi vì trong đầu tư nói chung là cái tâm lý của nhà đầu tư là rất hay bị dao động. Tâm lý của chúng ta là hay thay đổi. Có thể là ngay tại thời điểm này là mình nghĩ rằng là lãi chỗ này mình sẽ chốt cái thương vụ đầu tư này. Nhưng khi lãi đạt được đến cái mình mong muốn rồi thì lúc đấy có thể là trong mình lại diễn ra một cái tâm lý khác, là mình mong muốn nó lên đến tận kia cơ. Đấy, và chính vì như vậy là anh em chúng ta là sẽ bị vấp phải một cái sai lầm là đáng đến chỗ này chốt trạng thái, chốt lãi ở chỗ này thì chúng ta bảo toàn được lãi, nhưng mà chúng ta vẫn kỳ vọng nó lên tiếp, và thị trường thì nó không như chúng ta nghĩ, và đến lúc đấy thị trường nó lại đổ xuống, và ngay lập tức chúng ta sẽ đang ở trong trạng thái đang lãi to lại trở thành lãi ít, và đang lãi ít lại trở thành thua lỗ, và đang thua lỗ ít thì lại trở thành bị cắt lỗ nặng. Chính vì thế cho nên chúng ta phải có những công thức quản trị rủi ro cách cụ thể. Đấy, đầu tiên là phải nhất quán bằng theo các phương pháp, và thứ hai là cái nguyên tắc thứ hai là theo công thức, chúng ta phải có những cái công thức nhất định. Và đến cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải số hóa cụ thể nó ra. Ví dụ như là trong quản trị rủi ro, ở trong cái thương vụ đầu tiên này là chúng ta chỉ chấp nhận rủi ro bao nhiêu phần trăm trên số vốn của mình thôi, hoặc là chúng ta đặt ra một con số là nếu lãi là bao nhiêu phần trăm là chúng ta sẽ chốt lãi, chứ không thể nào mà chúng ta miên man là nó sẽ đi lên lãi 100%, lãi 200%, là cái điều đấy là điều rất là phiêu lưu. Đấy, và chính vì thế chúng ta ở nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải đưa ra các con số cụ thể quản trị rủi ro. Nếu cắt lỗ là phải có con số cụ thể, nếu lãi chốt lãi là phải cũng phải chốt lãi một con số cụ thể, được chưa? Và cái nguyên tắc thứ tư là cái nguyên tắc quan trọng nhất, đó là sau khi có tất cả những điều này rồi, sau khi có tất cả cái điều 1, 2, 3 rồi, thì cái nguyên tắc thứ tư đó là phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những cái gì chúng ta vạch ra ở trên, phải tuân thủ nghiêm ngặt cái điều 1, điều 2, điều 3 này chúng ta vạch ra. Đây, ba cái nguyên tắc trên chỉ được thực thi khi chúng ta phải làm tuân thủ một cách nghiêm ngặt nó. Bởi vì là gì? Có thể cái chu kỳ đầu tư của chúng ta là một tuần, có thể cái chu kỳ đầu tư của chúng ta là một tháng, có thể là hai tháng, có thể là ba tháng, có thể là sáu tháng, hoặc có thể là một năm. Nhưng nếu chúng ta vạch tất cả những điều này ra rồi, có công thức rồi, có mọi thứ rồi, có con số rồi, có tất tần tật mọi thứ rồi, nhưng chúng ta lại không tuân thủ nó, đấy, không tuân thủ nó thì lúc đấy chúng ta lại trở về vạch xuất phát, và như thế là rất là rủi ro. Đấy, thế vậy trước khi chúng ta đi vào cái cụ thể, chúng ta phải tuân thủ nó bốn nguyên tắc này. Và trong quá trình mà tôi làm, tôi liên tục tôi viết bốn nguyên tắc này ra, viết ra, chúng ta có thể viết ra sổ, tôi viết ra bảng, viết ra đâu đấy, và nó phải cụ thể bằng số hóa, bằng một con số cụ thể, chứ chúng ta không thể nào mà nghĩ được. Bởi vì là bản thân con người chúng ta là rất tham lam, khi chúng ta nghĩ là kỳ vọng nó lãi 5%,
lãi 5%. Nhưng khi đạt cái thương vụ lãi 5% rồi thì chúng ta lại mơ tưởng, mơ mộng đến là lãi 10% cơ. Đấy, chính vì thế là nó sẽ giết chết chúng ta ở một cái thương vụ trong tương lai. Chính vì vậy cho nên là khi chúng ta đã số hóa ra lãi 3% hay lãi 5% thì chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt, nó là đến cái điểm lãi đó là chúng ta phải gì? Phải chốt lãi. Bằng cách là nếu như chúng ta đang giữ hàng hóa, đang giữ cổ phiếu, đang giữ cái gì đó trong tài khoản chúng ta thì chúng ta phải gì? Bán nó ra để thu hồi lãi về. Hoặc là chúng ta đang sở hữu, chúng ta phải chốt cái trạng thái đó là thu hồi lãi về khi chúng ta đạt được ba cái điều trên. Tóm lại là cái bước tư là bước tuân thủ nghiêm ngặt những cái điều chúng ta vừa viết ở trên ra, thì để đảm bảo cho toàn bộ cái quá trình chúng ta là gì, làm việc nhất quán. Ok, thế vậy là bao nhiêu số các bạn đã hiểu cái điều tôi vừa nói ạ? Các bạn có thể là gì, comment yes được không ạ? Các bạn có thể comment là đã hiểu gì ạ, để tôi tiếp tục tôi nói vào vấn đề cụ thể. Hôm nay tôi muốn truyền thông chúng ta một cái bộ công thức. Đấy, một bộ công thức. Đấy, cái bộ công thức này là giúp tôi tồn tại được ở trong thị trường đầu tư. Muốn kiếm được siêu lợi nhuận thì điều đầu tiên là chúng ta phải tồn tại được ở trong thị trường đầu tư. Phải tồn tại được đã. Các bạn phải tồn tại được thì các bạn mới mơ tưởng đến, mới hòng nghĩ đến được là mình kiếm được siêu lợi nhuận. Đấy, thì hôm nay tôi muốn hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn một bộ công thức để cho giúp chúng ta là để chúng ta có cái quan điểm nhất quán trong quản trị rủi ro. Cái thứ hai là nhờ công thức này chúng ta đưa ra được các con số cụ thể, và sau khi biết công thức rồi chúng ta phải tuân thủ nó làm một cách nghiêm ngặt. Ok chưa? Các bạn có nghe tôi rõ điều tôi nói không ạ? Nếu các bạn nghe rõ, các bạn có thể comment yes để tôi biết là các bạn đã hiểu cái bốn nguyên tắc này. Ok, các bạn có thể comment yes, comment xuống để tôi nhìn thấy. Ok anh em, nếu anh em đã hiểu thì comment nhé xuống để tôi biết, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái bộ công thức cụ thể. Ok, rất tuyệt vời, đã có khoảng gần 100 người tham gia, 670 người tham gia. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước mà tôi muốn nói sâu vào đây. Cái bước nói vấn sâu đấy đó là cái công thức. Chúng ta phải có công thức thì chúng ta mới tính toán được cụ thể được con số. Và trong một chu kỳ đầu tư, trong một cái chu kỳ chúng ta phải có công thức để chúng ta tìm ra được cái con số cụ thể xem là như thế nào. Rồi, chúng ta sang cái nội dung tiếp theo, đó là công thức. Công thức ở đây, trong cái công thức này thì tôi nói là lệnh, nói ví dụ như là một thương vụ đầu tư, cái thương vụ một này, đây tôi gọi là lệnh một chẳng hạn, tôi gọi như vậy cho nó quen, nó ngắn gọn. Đây là một thương vụ đầu tư, một thương vụ đấy, một thương vụ. Vậy là ở trong này nó có mấy con số như này. Cái thương vụ đầu tư thứ nhất tôi gọi là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 3 và cho đến lệnh N. Được chưa? Lệnh N. Và trong cái thương vụ đầu tiên này là tôi quản trị rủi ro bằng con số cụ thể. Ví dụ như trong thương vụ này là tôi chỉ chấp nhận rủi ro lớn nhất là rủi ro mắc. Rủi ro mắc là bằng 3% vốn. Đấy, có thể tùy từng trường hợp cụ thể, có tùy từng những trường hợp cụ thể. Nhưng ở trong trường hợp này tôi lấy giả định là tôi chấp nhận rủi ro cho thương vụ đầu tiên này là 3% vốn. Được chưa? 3% vốn. Nếu như nó vượt cái ngưỡng từ 3% vốn, lỗ từ 3% vốn rồi đi là tôi cắt lỗ. Đấy, nguyên tắc cắt lỗ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở cái clip tiếp theo, một cái livestream tiếp theo. Nhưng ở đây chúng ta tạm hiểu là giả sử như tôi mua bút này là 100.000. Nếu như giá của cái bút này mà rớt xuống 97.000 là có nghĩa là tôi đã bị thua lỗ mất 3%, là ngay lập tức tôi bán ngay cái bút này ra để tôi thu hồi vốn về. Là lúc đấy tôi chỉ chấp nhận tối đa lại lỗ tối đa là 3% thôi. Có nghĩa là nếu như cái bút này là 100.000 thì nếu như giá nó tụt xuống 97.000, có nghĩa là tôi đang bị thua lỗ mất 3%, thì ngay tại cái thời điểm đấy là tôi sẽ bán cái bút này ở giá 97.000 ra để tôi thu hồi vốn về. Tôi chỉ chấp nhận tối đa rủi ro tối đa là 3% mà thôi. Được chưa? Thế vậy đấy là lỗ giả định là 3%. Còn nếu như trường hợp mà lãi giả định là A, lãi giả định trong trường hợp này là A, có thể là 3%, 5% hay là 10% hay bao nhiêu đấy, tôi cứ gọi nó là lãi là A. Được chưa? Đấy là hai thông số của cái thương vụ đầu tư đầu tiên. Bước sang thương vụ đầu tư thứ hai, giả sử như trường hợp một mà tôi có lãi là A, thương vụ một tôi có lãi là A, thì bước sang thương vụ thứ hai, nếu rủi ro lớn nhất xảy ra đối với tôi thì tôi chỉ chấp nhận là mất hết cái lãi ở trong thương vụ đầu thôi. Tôi chỉ chấp nhận mất hết lãi của thương vụ một. Và lúc này cái lãi
của thương vụ 2 tôi gọi là B. Mọi người hiểu thế này không ạ? Đó là nếu rủi ro lớn nhất của thương vụ 2 thì tôi chỉ chấp nhận là mất hết lãi của thương vụ thứ nhất. Còn nếu lãi của thương vụ 2 tôi giả định nó là thông số là B, thì đến đây thì chúng ta là tổng lãi, là chúng ta nếu có tổng lãi thì sẽ bằng A cộng B, đúng chưa? Tổng lãi sẽ bằng A cộng B. Đấy. Vậy bước sang thương vụ thứ 3, thì trong tay chúng ta đang có lãi là giả định là A cộng B rồi, đúng chưa nào? Giả định là lãi đang có là A cộng B rồi. Thế vậy là nếu bước sang thương vụ thứ 3 thì cái rủi ro lớn nhất tôi chỉ có thể chấp nhận được là gì? Rủi ro bằng 75% số lãi đang có. Có nghĩa là gì? Bằng 75% tổng của A cộng B, được chưa? Có cái để làm gì? Để nếu như trong trường hợp thứ 3 này nếu có rủi ro gì ra thì tôi cũng không mất hết cái số lãi chúng ta tôi đang có, mà tôi vẫn còn giữ lại được 25% trong số lãi, vẫn đang ở trong một cái chu kỳ đầu tư. Và nếu như giả sử là trường hợp trạng thái đầu tư thứ 3 này mà có lãi là C, thì lúc này chúng ta có là tổng lãi là A cộng B cộng C. Mọi người hiểu không ạ? Vâng, nếu mọi người hiểu đến chỗ này thì comment yes giúp tôi ạ. Đấy, đến trạng thái thứ 3 thì lúc này tổng lãi là A cộng B cộng C. Và rủi ro nếu có thì lúc này ở trạng thái thứ 3 là gì? Là bằng 75% A cộng B. Được chưa? Mọi người đã hiểu cái này chưa? Đấy là công thức để quản trị từng cái thương vụ đầu tư một. Thế vậy ở trong trạng thái hết trạng thái thứ 2, tôi giả sử trạng thái thứ nhất là ở đây nó xảy ra rủi ro lần đầu tiên là 3% vốn. Giả sử trạng thái thứ nhất là rủi ro mất 3% vốn. Đến trạng thái thứ hai là cũng lại bị rủi ro tiếp, thì ở đây rủi ro, mọi người nhìn này, rủi ro lớn nhất bằng A, và cái A này là phải nhỏ hơn 3% vốn ban đầu. Đấy, nhỏ hơn 3% vốn ban đầu. Thế vậy nếu như trạng thái thứ hai tôi lại bị rủi ro tiếp lần thứ hai, lại mất 3% nữa, thế vậy tổng rủi ro của tôi hai lần, tổng từ đây đến đây là 3 + 3 = 6%. Thế vậy là nếu như rủi ro cả hai lần liên tiếp mà bằng tổng 6%, ngay lập tức tôi dừng lại cái chu kỳ đầu tư này, và tôi không bơm tiền vào nữa, tôi dừng lại. Sau khi tôi cắt lỗ là 6% xong là tôi dừng lại. Còn nếu trong tình huống mà nó lãi, trường hợp 1 lãi là A, trường hợp 2 lãi là B, trường hợp 3 lãi là C, thì tổng lãi của chúng ta lúc này là gì? A cộng B cộng C. Thì ở trong trạng thái lệnh thứ 3 này thì là gì? Là rủi ro lớn nhất của tôi chỉ có thể chấp nhận nó là 75% tổng số lãi của A cộng B này thôi. Ok chưa? Nếu anh em hiểu cái điều này hãy comment nhé xuống giúp tôi ạ, để tôi biết ạ. Để tôi biết tôi nói sang bước tiếp theo, rất là tuyệt vời. Vâng, anh em comment giúp. Comment yes. Ok, rồi anh em đã hiểu đến đoạn này, anh em comment nhé giúp tôi. Vâng. Comment nhé để tôi tiếp tục sang cái bước thứ tư trong cái quá trình quản trị công thức này. Quản trị rủi ro bằng công thức. Ok, vâng, đấy anh em đã hiểu rồi đấy. Ok. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái bước thứ tư. Bước thứ tư trong cái mới công thức này. Bước thứ tư. Thế vậy là tổng của 3 trạng thái đầu tư thương vụ 1, thương vụ 2, thương vụ 3 đến chỗ này, nếu có lãi giả định thì là bằng A cộng B cộng C, được chưa? Bằng A cộng B cộng C. Thế vậy bước sang trạng thái đầu tư thứ tư. Thế vậy ở bước trạng thái đầu tư thứ tư này, nếu rủi ro lớn nhất xảy ra, thì tôi chỉ chấp nhận bằng 50% tổng số lãi đang có, gọi là bằng tổng 50% của A cộng B cộng C. Đấy, và nếu như lãi lúc này mà tôi có ở trong trạng thái thứ tư này, thương vụ đầu tư thứ tư này, thì nó tôi gọi là D, lãi giả định là D. Còn nếu rủi ro lớn nhất xảy ra, tôi chỉ chấp nhận là mất 50% số lãi đang có ở phía trên thôi. Tối đa là như thế thôi. Tối đa, bạn hãy nhớ điều này, tối đa nhé. Đấy. Tối đa. Đấy. Thế vậy là cứ như vậy đến trạng thái đầu tư thứ năm thì lúc này ta đã có là gì? Tổng lãi là A cộng B cộng C cộng D. Đấy, có là bốn thương vụ trước đang lãi là A cộng B cộng C cộng D. Thế vậy nếu như rủi ro lớn nhất ở trong trạng thái đầu tư thứ năm này, tôi chỉ chấp nhận rủi ro là 25% tổng số lãi tôi đang có thôi. Và lúc này thì nếu nó rủi ro lớn nhất xảy ra thì tôi vẫn còn đang được còn lãi là 75% số lãi hiện có. Thế vậy giả sử thì đến đây mà tôi lãi là 100 triệu,
thì đến đây tôi chỉ có thể chấp nhận rủi ro lớn nhất là bằng 25%, tương đương rủi ro lớn nhất là 25 triệu thôi. Còn lại tôi nếu như có vấn đề xảy ra thì tôi vẫn đang có 75 triệu lãi. Mọi người hiểu cái này không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Và nếu như trong trường hợp lệnh thứ 5 này mà lãi thì tôi gọi nó là E. Nếu trường hợp 5 này là lãi là E thì lúc này tổng lãi chúng ta đã có là A cộng B cộng C cộng D cộng E. Đấy, thì bắt đầu bước sang trạng thái đầu tư thứ 6. Thì lúc này là gì? Nếu trạng thái đầu tư thứ 6 này thì rủi ro lớn nhất của tôi chỉ chấp nhận là trong cái công thức này là 15%. 15%. Đấy. Rủi ro lớn nhất của tôi là bằng 15% tổng số lãi đang có. 15% tổng số lãi đang có. Đấy. Và nếu lãi chỗ này là F thì lúc này tổng lãi của chúng ta là gì? A cộng B cộng C cộng D cộng F. Và từ trạng thái thứ 7 trở đi. Đấy, từ trạng thái đầu tư thứ 7 đi trong chu kỳ đầu tư. Giả sử chu kỳ đầu tư ở đây của tôi là 1 tuần, hoặc là chu kỳ đầu tư của tôi là 1 tháng, hoặc chu kỳ đầu tư của tôi là 3 tháng, hoặc tóm lại là một chu kỳ đầu tư bao nhiêu đấy mà bạn định ra, có thể là 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng. Thì nếu như trong cái chu kỳ đầu tư đấy của tôi mà từ trạng thái đầu thương vụ đầu tư thứ 7 trở đi thì từ thứ 7 trở đi là tôi chỉ chấp nhận rủi ro mắc là bằng 15% tổng số lãi đang có. Đấy. Tức là đến từ thằng thứ thương vụ đầu tư thứ 7 trở đi là gì? Từ thứ 6 trở đi thì nếu có rủi ro thì tôi chỉ mất có 15% tổng số lãi đang có thôi, và tôi bảo toàn lại được 85% số lãi. Và cứ như vậy cho đến khi kết thúc chu kỳ đầu tư. Nếu như chu kỳ đầu tư của tôi là 1 tuần thì đến hết 1 tuần là tôi kết thúc quá trình là 6-7 cái thương vụ đầu tư này. Và lúc đấy là sang tuần kế tiếp thì bắt đầu tôi lại lập lại. Sang tuần kế tiếp bắt đầu tôi lại start up, tôi lại quay trở lại cái lệnh đầu tư lần đầu tiên này. Và có lại sang tuần sau thì tôi lại tư duy đây là một cái chu kỳ mới, lại bắt đầu từ thương vụ đầu tư 1. Và cứ như vậy cho đến hết thứ 6 thứ 7. Và cứ như vậy đến hết chu kỳ đầu tư mới thì bắt đầu tôi lại quay lại đây, con trỏ chương trình lại quay trở lại như này. Mọi người hình dung được chưa ạ? Và cứ như vậy hết một chu kỳ đầu tư thì chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới, bắt đầu một chu kỳ mới, bắt đầu một thương vụ đầu tư mới bằng bắt đầu từ chỗ này trở đi. Qua cái bộ công thức này thì nó giúp tôi là thứ nhất có hai vấn đề. Một là nếu như quá trình đầu tư của tôi mà bị rủi ro xảy ra thì trường hợp đầu tiên là chỉ mất 3%, đến trường hợp thứ hai là mất tiếp 3%, nữa là tổng là của tôi thua lỗ chỉ tối đa mất 6% thôi, là cuộc đua này hoặc là cái chu kỳ này tôi phải dừng lại và tôi tính toán lại để chờ chu kỳ tiếp theo. Còn nếu như mà cắt cái thương vụ đầu tư này của tôi tính toán cứ tiếp tục lãi đến cho tất cả đến thương vụ thứ 6, thứ 7 này, thì đến thương vụ thứ 6, thứ 7 này thì mỗi một lần nếu có rủi ro thì tôi chỉ chấp nhận mất một phần lợi nhuận nào đó thôi, còn phần lợi nhuận kia là tôi đã giữ lại được bằng cái bộ công thức này. Đấy, chính vì thế cho nên là khi mà tiền mà đã làm ra rồi là chúng ta phải biết cách quản trị nó, biết cách giữ nó, chứ không thể nào mà khi chúng ta đã lãi được đến đây rồi chúng ta lại lấy cả cái mớ này chúng ta ném vào tiếp, và để lúc đấy chúng ta rủi ro để có thể mất tất cả những cái gì chúng ta đang lãi đang có, thì điều đấy là không nên. Và nhờ có cái công thức 6 công thức này mà đã làm cho tôi thoát qua được những cái sóng gió của trong thị trường đầu tư trong 10 năm qua, từ năm 2007 đến nay. Và trong cái 10 năm đấy thì có những giai đoạn mà tôi chưa biết cái mới công thức này. Cái giai đoạn 3 năm đầu từ năm 2008, 2009, 2010 tôi chưa nắm được cái bộ công thức này, tôi chưa đúc kết ra được nó, và làm cho tôi đã bị thua lỗ rất là nhiều, đã làm cho tôi bị thất bại trên cái thị trường đầu tư rất là nhiều. Nhưng sau khi mà tôi đã tìm ra được cái điều này và tôi biết cách quản trị nó thì từ đấy giờ đi và cái lợi nhuận của tôi nó cứ tăng trưởng dần lên. Ok chưa ạ? Ok. Vâng, xin cảm ơn anh em. Đấy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với toàn bộ anh em cái video này để giúp, có thể giúp được cho các bạn ở trong việc đầu tư của bạn, có thể đầu tư trong bất động sản, có thể bạn đầu tư trên thị trường tài chính, có thể bạn đầu tư ở trong một cái lĩnh vực nào đấy mà đo lường cụ thể bằng con số một cách chi tiết được, thì hãy nên áp dụng công thức này vào để chúng ta quản trị được rủi ro tốt hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong video clip tiếp theo. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ bên người thân, để chúng ta có một cái tuần mới, tuần sau là một tuần làm việc thật tuyệt vời. Chúc mọi người có thể áp dụng thành công cái bộ công thức này. Nếu như anh chị em nào mà có câu hỏi thì có thể comment dưới cái video này, tôi sẽ trả lời. Ngày 11 tháng 3 tới tôi có một cái chương trình chia sẻ miễn phí từ sáng đến tối, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nói về tất cả rất là nhiều công thức trong đầu tư tài chính nói chung, và rất là nhiều công thức giúp cho mọi người có thể tạo lập ra một cái kênh kiếm tiền thứ hai, và có rất nhiều công thức để giúp cho mọi người có thể quản trị được cái rủi ro, không chỉ trong đầu tư, có thể trong kinh doanh, vân vân, trong mọi thứ.
có những cái công thức rất là hay, rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Lát nữa tôi sẽ gửi cái đường link, có thể là phía trên status hoặc có thể là dưới comment. Nếu bạn quan tâm thì bạn có thể đăng ký tham dự chương trình của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn. Chào và hẹn gặp lại.